mệt quá thật sự. Làm riết mình nói, tôi nói là tôi ước gì mà tôi mình nói một câu mà gọi là mình chảnh chọe luôn á. Sao tôi ước gì tôi được nghèo một ngày một thôi. Làm sao thiệt mà, chứ tôi nghèo suốt đời từ hổm đó, từ nhỏ lớn giờ tôi mệt quá rồi. Ước gì nghèo được một ngày thôi để còn những cái ngày khác tôi giàu. Chứ nghèo từ hổm hay nghèo từ lúc mà mới sanh ra tới bây giờ là tính nghèo là từ trong trứng. À phải không? Thôi nghèo từ trong trứng luôn á. Nghèo trong trứng nghèo ra. Trứng thì mình không biết rồi, khi mình sanh mình biết đúng không? Tới giờ là 40 năm rồi. Chỉ một ngày thôi. Ước gì được ngày, người ta thường nói ước giàu một ngày chứ không, tôi ước giàu nghèo một ngày thôi. Mà nghèo quá nhiều đi. Không, bây giờ nó có một cái là nó đủ thứ vấn đề mà để mà gọi là bươn chải. Người không làm á thì người ta nói mình làm biếng. Mà làm hoài mà không có tiền á thì người ta nói là thằng này số nó nghèo. Còn mà người mà đi chơi vòng á, mà lúc nào người ta cũng có tiền xài á, thằng này đại gia. Hỏi gì sao để người ta khỏi nói. Thôi kệ sao giờ, mà bước qua miệng đời mà sống bây giờ sao giờ, người ta đâu sống cho mình đâu mà. À ý là ông nói là người ta nói gì kệ người ta đúng không? Người ta nói người ta có sống cho mình cho ngày nào đúng không? Đúng rồi. Đủ hay, cái câu này hay thì phải thấm vô đó. Thiệt sự luôn, ăn quýt không? Ăn chứ nha, ăn chứ. Tôi nói ông bây giờ á, bây giờ nó không bằng ngày xưa. Sao nữa? Cái quýt ngày xưa, tuổi đời tôi lớn hơn ông nhiều. Mà biết về sao? Có cái là cái quýt ngày xưa nó ngọt hơn quýt bây giờ gấp mấy lần. Thì cái gì ngày xưa mà chả ngon. Nhưng mà càng ngày thì nhiều chất nhiều vô. Cái này ăn nhạt đúng không? Nhạt. Gì? Ăn nhạt. Sao không biết à? Nhìn em biết gì đâu mà. Ba cái dòng quýt này nó không có sườn, nó chỉ có ngọt và nhạt thôi. Đúng rồi, quýt gọi là quýt đường đúng không? Là nó nước không à. Một là lạc hay ngọt thôi chứ nó không có gọi là bị khô. Đúng không, bị khô. Khô là chỉ có quýt màu vàng thôi. Đúng rồi đó. Còn quýt này là chỉ một ngọt là hai là nhạt thôi. Chắc bây giờ nó cái kinh tế người ta trồng kiểu cho nó ngắn ngày, đâm ra nó chưa đủ hút chất lên để nó ngọt trái hả ta? Đúng rồi. Đúng rồi, cũng một phần là như vậy. Nên quýt này nó nhạt. Nhạt lắm. Rồi quýt bây giờ mà con gái ông nói cái quýt gì? Mấy gì? Quýt vàng đúng không? Ờ. Thì bữa ông chỉ được chọn ba quýt này sao mà chọn được trái nào cũng như trái nào. Quýt này nó cũng chia thành hai loại. Biết tại sao mấy trái quýt ngày xưa á là nó đang thui lui, nó xấu lắm. Nó không có như thế này đâu. Quýt bây giờ nó đẹp. Nên là lắng o đẹp hay không? Thì theo bắt mắt của đúng rồi. Tiêu dùng. Thị hiếu của người tiêu dùng thì buộc người ta phải chăm sóc, người ta làm này thế kia, mục đích là cho cái vẻ bề ngoài thôi. Đã đẹp thì không có ngon. Đã ngon thì không có đẹp. Giỡn quá. Cái kiểu như vậy. Ê, tôi rút cái này lại bỏ qua một bên nè. Sao? Nói cái chuyện khác nè. Tôi nói ông bây giờ tôi là già rồi, kiểu như ông là trẻ đi, hoặc là những một thanh niên trẻ nữa. Đi ra ngoài đường nhìn một người phụ nữ đi. Mình nói về nam nữ đi. Ông thấy một người phụ nữ đẹp, tướng tá mảnh mai rồi đúng không? Với lại một người phụ nữ là gọi cái tướng tá thì cũng không được như này. Vậy ông thấy cái nào ngon? Đã đẹp là không có ngon, đã ngon là không có đẹp. Đẹp đẹp ở mắt thôi. Càng đẹp thì càng nhiều người thích. Càng nhiều người thích thì càng nhiều người chọn là không ngon hả? Một cái cam đúng không? Đẹp đúng. Nhiều tay sờ vô thì hôm nay nó bủng. Sờ nó bủng. Nãy giờ ông bóp mới bủng chứ ai bóp? Nhiều tay sờ vô thì nó bủng. Còn cái quýt xấu không ai sờ. Đây trái xấu, đây xấu, sao không ai sờ. Cứng ngắc. Ý là sao ta? Em nói vậy thôi, ý là như vậy. Ý là cho nên nó kêu là đã đẹp là không có ngon, đã ngon không có đẹp. Vậy thôi. Vậy bây giờ tôi lấy một trái ngon và một trái xấu nè. Là bây giờ cái trái này là cái trái ông nói cái trái nào ngọt, trái nào ngon, trái nào không ngon. Trái này ngọt nè, trái này nhạt nè. Gọi là chọn về quýt đường đó đúng không? Đúng rồi. Nên chọn cái trái mà xấu sần sùi nhất. Đúng rồi. Còn cái trái mà bóng láng, nhìn mất mát. Đa số là nó nhạt lắm, không có giấy đâu. Tại vì quýt hiện tại bây giờ vẫn có chỗ trồng là trồng tự nhiên, trồng nhà vườn lôi ra bán. Nhưng mà ba cái dòng trái đó thì nó rất là xấu, nhưng mà bán lại rẻ. Xấu là bán lại rất là rẻ, kiểu đời vậy đó. Đúng. Ba cái dòng này á, nó đẹp á, nhưng lại bán nó mắc. Chồng anh tự ăn á, thì nhiều quá anh mang ra anh bán. Ăn thì mất bán. Đúng rồi, thì đâm ra thì nó xấu như thế này. Nhưng mà sự á, nó lại ngọt. Tại vì người ta chăm tự nhiên thì nó ngọt. Cái này là trồng theo kiểu là trồng để buôn bán thì ép buộc phải xịt này xịt kia rồi thì để lớn nhanh, cho nên á mọi người mua quýt nó có hai đống quýt cho mọi người lựa chọn, thì mọi người qua cái đống xấu mọi người mua thì đảm bảo là quýt ăn rất là ngọt. Rất là ngọt.
Tôi hiểu rồi. Có nghĩa là một cây quýt nó cần có một cái thời gian để nó hấp thụ gì đúng ngọt rồi. Của nó đúng không? Mà trái này thì gì, cái trái này nó là một tháng được bán, còn cái trái này chỉ có nửa tháng hoặc là 20 ngày bán. Nó không chưa đủ à? Thử liền. Cái thử gì mình phải thử chứ, mình nói thì nói ai nói không được đúng không? Thử một trái nha, miếng nha. Đây là quýt trái đẹp nè. Mặt thử rất là lạc. Lạc y như trái này đúng không? Cái này xấu mà nó ngon à. Xấu mà nó ngon. Cứng. Thử đi ăn thử cho nó ngọt à. Nhưng mà nước nó sẽ không nhiều bằng cái kia. Nhưng mà quýt vậy được, nó không sượng là ok rồi. Nói chung mà mọi người mua cái gì mình cũng phải lựa, không lựa thì ăn không được đâu. Nhìn nó khô hơn. Nó khô hơn. Thử nha. Nó ngọt đậm 70 luôn á. Thiệt, nếu mà so sánh là 70 luôn á. Thằng này là 10 nè, thằng này 7 nè. Đó, em chia sẻ mọi người. Quýt nó cũng hay quýt cũng thịnh, mọi người hay mua quýt về mọi người ăn, nhưng mà quýt mọi người cũng lựa. Đó, đa số mọi người mua quýt về mọi người ăn có vài trái mọi người thấy nó nhạt nhách à. Là thì thôi luôn á. Đó cho nên mọi người mua phải biết cách, mọi người mua mùi lựa. Cứ vô cái đống nào trái nào xấu mọi người cứ lựa về ăn rất là ngon. Tôi nói nghe nè. Nó ngọt không hẳn là ngọt, mà nó có một vị chua nữa. Đúng là cái vị quýt là nó vừa ngọt vừa chua. Đúng rồi. Thằng này nó ăn là kiểu nó không ngọt và nó không chua luôn. Nó có vị lạc. Đúng rồi. Đầu đó nó hay ở chỗ đó. Lần đầu tiên mà đi chọn trái xấu để mua bây giờ. Nhưng mấy trái này nè, trái xấu xấu này nè cũng được nè. Thử rồi, thử luôn nè. Nó mình lựa mấy trái xấu xấu thôi. Mấy trái bóng láng quá cũng khó ăn, cái này ăn cái chua nè. Không, trái này mình nhìn mọng nước mà, để cứ ngọt không. Ngọt hơn xíu không? Ngọt thơm, có vị ngọt và vị chua. Đó em chia sẻ mọi người cách lựa quýt vậy thôi. Đúng rồi. Đơn giản, mọi người mua quýt mà phải lựa, không lựa thì mọi người ăn mấy trái nhạt thôi. Nhớ đăng ký bật chuông, hẹn gặp lại tới clip sau.